Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Nãy giờ quý vị ăn cơm có no không? Bây giờ mình bắt đầu ngồi nghe Phật pháp ha. Xin thầy giải thích giùm con, chủng tử là gì? Chủng tử, chữ tử nghĩa là hạt giống. Mà cái hạt giống mình ở trong tâm thức của chúng ta từ đời này sang đời khác, cái đó gọi là chủng tử. Nhưng mà hạt giống này nó có hai loại, một là tốt, hai là xấu. Nếu hằng ngày chúng ta để ý và tiếp xúc những cái lành, cái thiện thì chúng ta gieo vào trong tâm thức ta những hạt giống tốt, gọi là chủng tử tốt. Nếu chúng ta cứ gieo hoài trong tâm thức những câu hỏi không tốt, những cái điều không tốt thì nó có chủng tử không tốt. Bây giờ có vài ví dụ, tất cả chúng ta có chủng tử của sự nóng giận không? Có. Vì chúng ta có cái chủng tử sân, và mỗi ngày chúng ta cứ tưới hoài cái chủng tử đó, cái hạt giống đó, thì chúng ta là người dễ sân. Bởi vì chúng ta cứ tưới cái hạt giống đó hoài. Có nhiều khi quý vị nhìn một người nhỏ mà nó có những cái biểu lộ đặc biệt, như vậy chúng ta biết nó có cái chủng tử thiện lành từ đời trước. Cho nên chủng tử là hạt giống. Thì bây giờ mỗi ngày chúng ta tự phải nói với chính mình, phải nhắc nhở mình là làm sao tìm cho mình có được những cái chủng tử tốt để gieo vào trong tâm thức của mình. Đó là Pháp Hòa nói cái nghĩa của chữ chủng tử. Sau này quý vị sẽ nghe một cái danh từ chủng tử dùng ở một cái trường hợp khác. Thí dụ bây giờ một vị thầy hay một vị sư cô có gia đình, có con cái rồi, sau này lớn tuổi mới đi tu, thì các vị đó không, khi đi tu rồi thì không còn loại con của mình. Thí dụ đi vô chùa nói con của tôi thế này, con của tôi thế kia, hay là tôi đi về thăm con, mà người ta thường dùng cái từ là hôm nay chủng tử tôi có tới chùa. Như vậy thì cái chủng tử mà các vị đó nói để mượn cái từ này để gọi con của mình, thay vì mình đi tu rồi mình không có gọi, mình không gọi con của mình nữa, mà bây giờ mình nói chủng tử của mình. Thì bây giờ cái chữ tử ở đây được hiểu là con của tôi. Nhưng mà cái nghĩa chân thật, cái nghĩa chính xác của chữ chủng tử là hạt giống. Thì mỗi ngày chúng ta phải làm sao cho cái thiện chủng tử, chủng tử lành nó sinh khởi trong lòng ta. Cái chủng tử nó chỉ có nghĩa gì? Có nhiều khi mình có cái chủng tử lành nhưng mà nó chưa có phát. Đến một giây phút nào đúng cái cơ duyên nó phát. Vì hiểu ý nha, chủng tử là hạt giống. Có nhiều việc nhưng mà bởi vì mình nói giải thích từ thôi, còn nếu mình dẫn chứng đủ thứ nữa thì nó dài dòng lắm. Kính thưa thầy, con có cô bạn tu vài năm, công quả chút chút, đôi khi tụng kinh cũng đi chùa ăn chay kỳ. Một hôm cô bạn nói con rằng bây giờ cô tu rồi, ai có chửi mắng như thế nào cô cũng không buồn không giận. Con xin hỏi thầy, có phải cô bạn con có ảo tưởng không? Bởi vì con thấy quý thầy tu trong chùa từ hồi nhỏ mà còn chưa dẹp được tham sân si. Còn cô bạn con mới tu vài năm, không lẽ lại dẹp được cái sân hay như vậy? Xin thầy trừ bi. Thầy kính thưa đại chúng, giảm tham sân si thì có vẻ mình hơi chậm. Nhưng mà nếu mà nói hết tham sân si thì chưa dám nói. Nếu mình nói khiêm có tốt chút thì mình nói tôi bớt tham sân si. Bởi vì cái tham sân si chúng ta còn sống trong đời, mỗi ngày còn giao tiếp, còn gặp mỗi người, thì làm sao chúng ta giảm cái tham, làm sao chúng ta hết. Có điều là có thể nói giảm. Ví dụ bây giờ quý vị có hỏi thầy hết tham sân si chưa,
thì Pháp Hòa chắc chắn và nói dạ chưa, thôi nói vậy cho chắc ăn. Nhưng mà có thể nói là có giảm, mà thật sự mình tu là mình có giảm. Hồi xưa đó có một cái bài thơ như thế này: có một cái vị đó mới nói, hồi trong luật Sa Di mới nói rằng 14 tuổi, 14 một Sa Di 14 tuổi, Sa Di 14 thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Tức là mình nói ông có 14 tuổi thì làm gì có chuyện giảng kinh, cỡ tuổi như ông mà bất quá đi hầu quý thầy thôi. Cho nên mới nói rằng 14 Sa Di thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Nhưng mà hai câu kế mới nói: Sa Di thuyết pháp, Sa môn thính, bất tại nghiêm cao tại tánh linh. Không có một ông Sa Di nói pháp mà ông thầy tỳ kheo phải nghe, gọi là Sa Di thuyết pháp, Sa môn thính, bất tại niên cao. Tức là không phải tại cái tuổi cao mà tại tánh linh. Cho cái trường hợp một người tu mới có thời gian ngắn mà dẹp được sân si thì cũng có thể, nhưng mà ở đây mình không chắc, tại vì cái vị này có thể chưa ai đủ, đúng không? Còn nếu mà hỏi rằng cô này tu 1-2 năm mà hết sân si, hết được không? Có thể. Còn cái chuyện mình phải gặp đối phương thử mới biết. Xin Thầy hoan hỷ cho chúng con biết thích Pháp Hòa ý nghĩa gì. Tiếng Anh nó kêu là this is the first time. Lần đầu tiên được hỏi câu này. Thưa đại chúng, mà chữ thích thì quý vị biết rồi ha. Chữ thích đó là lấy từ cái họ của Phật là Sakya, mà tiếng Hán người ta âm là Thích Ca. Bây giờ mình bỏ chữ ca mà lấy chữ thích, cho nên em thích Hán. Không thích ca mà thích Hán. Cái chữ thích đó không có xuất phát từ thời của Đức Phật. Chữ thích này là do chư tổ Trung Hoa đề xướng. Và cái người mà đề xướng chữ thích này vào trong họ của quý thầy đó là Ngài Đạo An, chứ không phải từ thời Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái chữ thích này mà có dùng là chỉ có Trung Quốc và Việt Nam dùng thôi, còn các nước khác người ta không có dùng. Và chỉ có Việt Nam và Trung Quốc mới đề xướng là nên lấy chữ thích để vào pháp danh của quý thầy để thường lệ. Rồi bây giờ chữ Pháp Hòa. Chữ Pháp là hồi nãy quý vị nghe đó là Phật Pháp hay là Phương Pháp. Chữ Hòa là Hòa Thuận. Pháp Hòa nghĩa là phương pháp để sống hòa đồng, hòa thuận với tất cả mọi người. Hồi đó Pháp Hòa đi học lái xe, lên xe sợ quá. Học lái mà con mắt nó trợn ra rồi, nhìn khủng khiếp lắm. Ông thầy dạy lái xe, ông nói chú tên Hòa mà con mắt chú không hòa. Xin kính xin Thầy giảng cho chúng con bốn mật nghĩa của Như Lai là vô thường, vô ngã, khổ không. Xin thưa đại chúng, bốn cái này á, người ta thường gọi là bốn cái ấn tướng của cuộc đời. Bây giờ quý vị nhìn tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này, chúng ta thường gọi là các pháp. Thường thường trong Phật, trong danh từ nhà Phật thường hay dùng cái từ là các pháp. Thì chúng ta, cái chữ pháp trong lúc này thì không thể hiểu là Phật pháp. Chữ pháp trong trường hợp này thì phải hiểu là tất cả mọi hiện tượng sự vật. Ví dụ trong Bát Nhã Tâm Kinh có cái câu là thị chư pháp không tướng. Nhớ không? Thì cái chữ thị chư pháp không tướng ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, mà cái chữ pháp đó thì phải hiểu là mọi hiện tượng sự vật. Mà mọi hiện tượng sự vật ở trên thế gian này, trong vũ trụ này, không có cái nào nó ngoài bốn cái tướng này. Đó là cái tướng của vô thường, tướng của vô ngã,
tướng khổ, tướng không. Bây giờ gọi là vô thường là sao? Vô thường có nghĩa là đây nè, mình thấy cái hoa này như vậy, nhưng mà nó chiều hay là mai 21 thì nó héo, nó không còn nữa, thì cái hoa này nó không có thường. Cho nên cái tướng hoa này là tướng của vô thường. Rồi bây giờ mình nói vô ngã, chữ vô ngã là gì? Vô ngã là nó không có cái thật ngã của cái hoa. Ví dụ quý vị gọi cái hoa này hoa gì? Hoa cúc. Rồi bây giờ Pháp Hòa kéo một cái cánh này ra, Pháp Hòa hỏi thì quý vị nói cánh hoa, chứ quý vị không gọi là cúc. Như vậy thì đi tìm cái tên của chữ cúc không có. Chẳng hoa là nó to như vậy, nó màu vậy, nó quen con mắt mình thì mình đặt nó là cúc. Hỏi nó, em phải tên cúc không? Nó đâu có tự xưng nó là cúc đâu. Tự mình đặt cho nó là cúc, rồi mình gọi nó cúc. Chứ thật sự nó đâu có bao giờ nó tự quảng cáo nó cúc đâu. Không, cho nên nó là vô ngã. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái vô ngã khác. Quý vị ở đây có thấy cây chuối không? Quý vị lột từng cái bẻ chuối ra, quý vị có thấy được cái lõi của cây chuối không? Chẳng qua nhiều cái bẻ nó ráp lại thì chúng ta gọi là thân chuối hay là cây chuối. Nhưng mà muốn đi tìm cái gì gọi là chuối? Không có. Vì thì cái này gọi là vô ngã. Vô ngã là nó không có một cái ta để nó hình thành cái gì hết, mà nó do nhiều cái duyên nó hợp lại để chúng ta tạm gọi một cái tên. Mà đã là duyên thì là huyễn. Duyên hợp là huyễn có. Giống như thân mình là do duyên hợp, mà do duyên hợp là nó huyễn có. Đừng có nói chi mà vài chục năm nha, ở trong YouTube xem khác là ra ngoài này xem khác. Ngày hôm qua có cô Phật tử, cô lên trên phòng, cô dọn dẹp, cô mới nói trời ơi, cái bữa mà dọn giường cho thầy đó, con biểu mấy anh phải dọn cái giường khác, tại cái giường này thầy nằm nó sập đó. Tại vì ở trong phim con thấy thầy to dữ, mà ai ngờ ở ngoài thì có một chút. Đó, chỉ trong phim chứ ngoài là nó làm sao? Đã là duyên hợp thì gọi là miễn có, cho nên nó vô thường, vô ngã. Vô ngã có nghĩa là nó không có. Bây giờ mình gọi nè, bây giờ cái này nè, nếu mà cái này á mà nó không đi chung với cái này thì quý vị không thấy nó đậy như vậy thì quý vị chẳng hề kêu cái này là cái nắp ly. Nếu mà tự nhiên mất một mình nó ở đâu đem tới hỏi này gì sao cái gì, mình không biết kêu cái gì. Ô cái chén chắc chén đựng nước tương. Không, nhưng mà bởi vì nó ở trong cái dáng như vậy quý vị đã thấy rồi thì quý vị sẽ đặt cho nó một cái tên liền. Đây là cái nắp để đậy cái ly. Chứ nếu mà không có cái ly mà đậy lên thì chúng ta chẳng hề kêu cái này là cái nắp, mà có thể gọi nó là cái chén. Như vậy cái này nó có cái ngã thật của nó không? Do mình đặt cái tên thôi. Rồi bây giờ mình nói là Pháp Hòa. Tại quý vị quen hình quen tướng vậy chứ Pháp Hòa mà chỉ từng phần không có cái nào Pháp Hòa. Vô ngã. Ở trong video thấy già, nhiều người nói vậy làm em vui ghê vậy. Nói trời ơi thầy ngoài lạ hơn. Hỏi sao lạ? Trẻ hơn. Rồi bây giờ vô thường, vô ngã. Nếu mà mình dính cái tướng của nó thì mình khổ. Bây giờ cái này là cái nắp. Nhưng mà bây giờ ví dụ lỡ một lúc nào đó mình không có chén được nước tương, mình lập cái này lên mình làm chén nước tương được không? Được. Mà nếu mà mình không nhận ra nó thì là mình khổ. Cái vật là để dùng, mà giờ dùng đậy hay dùng đựng cũng là dùng. Khổ không chi cái chuyện đó. Thấy không? Cho nên hễ mà nó có cái tướng thì nó sẽ có cái giả. Mà mình không chấp nhận cái giả của nó là mình khổ. Cho gọi là cái tướng là tướng khổ. Chữ khổ ở đây có nghĩa là khi mình không nhận chân được lẽ thật là mình khổ. Ví dụ như bây giờ là mình bây giờ 40 tuổi, 50 tuổi là tóc phải bạc chứ sao? Mà lo rầu nhiều thì bạc máu. Vậy mà ngủ dậy sáng có một sợi tóc nó rơi trên gối khi bắt đầu mình làm thơ. Cầm sợi tóc lên, sợi tóc bạc nằm rơi trên gối.
ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu quan. Rồi đi ra ngoài mình thấy cái vườn của mình nó hiu hắt, còn gì đâu khi bóng xế vườn mỏi. Đứng lên đứng xuống nó đau chân, nó lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Vô thường, vô ngã, không. Mà nếu chúng ta không nhận ra ba cái tướng thật đó cuộc đời thì chúng ta khổ. Quý vị hiểu ý không? Vô thường, khổ, vô ngã. Kính Thầy, chúng con nay có duyên được gặp Thầy, nghe Thầy giảng Pháp. Nay xin Thầy tặng cho đạo tràng chúng con một bài ca vọng cổ. Con là Phật tử mới, chưa có pháp danh, mà tự xưng. Xin hỏi mỗi ngày con đọc chú Đại Bi khoảng 30 phút để có đủ sự bình an cho cuộc sống. Kinh chú Đại Bi có đúng không? Xin hỏi Thầy chỉ dạy thêm bài kinh nào có sự tốt. Con xin hỏi thêm bài kinh này lại. Kính thưa đại chúng, mình là Phật tử có quy y hay là không quy y không có sao. Quy y cũng tốt, tốt hơn, tức là để cho mình biết mình là một Phật tử, để mình thúc liễm bản thân mình trong cuộc sống. Còn nếu mình chưa quy y cũng không sao, đợi khi nào đủ duyên mình quy y. Nhưng mà quy y rồi hay là chưa quy y, thủy chung cũng cần tu hết. Cái tu là cái chính. Có nhiều khi quy mấy chục năm mà chưa tu làm sao. Bây giờ quý vị mỗi ngày quý vị tập cho mình có một thời kinh như là tụng chú Đại Bi đó, rất là tốt. Cứ tiếp tục mà trì chú Đại Bi, hoặc là đến khi nào mình thích tụng thêm kinh gì thì mình tụng. Mà hỏi Thầy có kinh gì tốt nữa không? Thì Thầy sẽ nói có một cái kinh gọi là Kinh Tế. Chúng con kính xin Thầy dạy cho chúng con làm sao sống có hạnh phúc an lạc trong cuộc sống hiện tại. Cái câu hỏi này là đủ hết. Ngày xưa có một cái ông đó, ông làm vua nhưng mà ông không biết ông phải làm sao. Thì một hôm ông mới hỏi một cái đạo, một cái vị tiên, việc làm gì quan trọng nhất, người nào quan trọng nhất, giờ phút nào quan trọng nhất. Thì ông đạo, ông tiên chưa có trả lời, thì té ra có một cái người đang bị thương. Thì ông tiên đó liền xốc cái người đó vào trong nhà là chăm sóc. Thì khi mà cái sự chăm sóc xong rồi thì ông mới tiếp tục, ông đặt câu hỏi với ông tiên. Thì ông tiên mới nói cho ông biết, cái người quan trọng nhất là cái người bị thương, việc làm quan trọng nhất là trị người bị thương, giờ phút quan trọng nhất là trị người bị thương. Như hồi nãy Phong Hoàng có ví dụ hồi sáng, trên đường mình muốn xuống dưới cuối hội trường mình lấy ly nước, nhưng mà giữa đường có một em nhỏ nó té, thì cái chuyện ly nước cất lại là làm cái chuyện hiện tại. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta biết nhận chân được những cái gì chúng ta đang có. Chúng ta có hai mắt để thấy, đó là hạnh phúc. Chúng ta có hai chân để đi, đó là hạnh phúc. Chúng ta còn thở là hạnh phúc. Quý vị có biết cái hạnh phúc này không? Thấy không? Nó có cái bài hát. Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn.
đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là giá đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước nhiều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tim trên trời. Bây giờ quý vị thấy được hạnh phúc chưa? Không? Hạnh phúc có một cái người đó họ nói như thế này: nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có hạnh phúc một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhận ra nét môi em cười, a à, một đóa hoa tươi. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Gặp nhau cứ vui, cái hạnh phúc là được rồi. Kính bạch Thầy, con mới vừa nghe Thầy nói về thời mạt pháp là không thể có, nhưng con có nghe trên internet của một vị thầy khác là thời này là thời mạt pháp, xin Thầy quan hỷ giải thích cho con. Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa xác định lại giáo pháp của Phật không bao giờ mạt, nhưng vì chúng ta hiểu lầm, nói trật, nói sai, hành trật thì bắt đầu nó mạt. Cái thời này là thời của người ta tu ít mà nói nhiều, làm một chút mà khoe một bữa. Đức Phật có nói trong kinh có bốn hạng người: có người có sấm không có mưa, có người có mưa không có sấm, có người không mưa không sấm, và có người vừa sấm vừa mưa. Nghĩa là sao? Có nhiều người nổ dữ dội mà chẳng làm gì hết, cái đó gọi là có sấm mà không có mưa. Có người làm rất nhiều mà không bao giờ khoe, cái đó gọi là có mưa mà không sấm. Có người vừa nói mà làm, cho nên gọi là có sấm có mưa. Có người ngồi buông thôi không làm gì hết là không mưa không sấm. Như vậy mình xác định là giáo pháp của Phật luôn luôn là chân lý, là cái đẹp, làm sao mạt được. Nhưng mà bởi bây giờ người ta hiểu sai, nói trật, rồi chỉ dẫn cho người ta đủ kiểu hết thì nó thành ra mạt thôi. Bây giờ có vài ví dụ như thế này nè. Mình đang thờ Phật, có người tới nói: chị đừng có thờ Phật Thích Ca, tại chị đàn bà. Đem Phật Thích Ca vô chùa rồi. Hỏi tại sao? Nói Phật Thích Ca là đàn ông, để đàn ông thờ, chị phải thờ Phật Bà. Cái cô này nó đi rước tượng Đức Quan Âm về thờ, tạm gọi là Phật Bà đi. Cổ thờ đâu được thời gian, cái người khác tới nói: trời đất ơi, tại sao chị thờ bà lớn, ơi tại sao chị thờ bà nhỏ, tức là bà nó xíu này, chị phải thờ bà lớn. Cổ đương quắc Đức Quan Âm trở vô chùa, cổ gọi lại, cổ nói: dạ con đi kiếm bà lớn. Mà cổ nói một cách rất là gọn, cổ nói: bữa nay con xin gửi bà nhỏ, con tìm bà lớn. Thì Pháp Hòa bị chọc, Pháp Hòa nói: tôi thường thường Pháp Hòa nghe ngoài đời người ta hay bỏ bà lớn kiếm bà nhỏ. Pháp Hòa chọc cổ lại. Cho nên Pháp Hòa nói đại chúng thì có lòng. Pháp Hòa nói là cho nên vị thầy nói có sai, cái thời này là thời mạt pháp, có nghĩa là người ta dụng pháp trật, người ta có thể mượn Phật pháp cho ta làm việc không đúng. Thí dụ bây giờ cái người ta cầm một viên xá lợi,
người ta đi khắp nơi khắp chốn, người ta nói ai bệnh cái cho tôi cho xá lợi vô nước uống nó hết bệnh. Phải không? Thành thử ra những cái chuyện như vậy đó, tức là người ta dụng pháp nó không đúng thì nó thành ra cái thời của mạt pháp chứ pháp không có mạt. Mà hai cái đó nó rõ. Phật pháp không có sai, nhưng mà tại chúng ta hiểu nó sai. Đừng có nói ai hồi nhỏ nè. Hồi nhỏ có bà ham tụng kinh đó. Cái năm đó mà 7-8 tuổi bà đi kiếm cuốn kinh Pháp Hoa và tụng. Nghe ta nói kinh Pháp Hoa là mình nhất định kiếm cho được cuốn kinh Pháp Hoa tụng. Mấy vị người lớn gặp mẹ bà Hoàng nói trời ơi đừng có cho con chị tụng kinh kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng là kinh Đại Thừa, tụng ở trong nhà xào xáo. Bà già nghe vậy không cho Pháp Hoa tụng. Rồi quý vị biết Pháp Hoa phải tụng bằng cách nào hả? Đợi mẹ Pháp Hoa đi làm, Pháp Hoa lấy cái mùng Pháp Hoa căng lên trên góc hai cái rồi chui vô mùng tụng. Cũng tại mấy bà. Tại mấy bà hiểu cật mà em không thể tụng kinh Pháp Hoa. Đâu? Hồi xưa ta đi chui mà tụng kinh cũng chui. Đây mình hiểu chậm thì là giáo pháp nó mạt thôi, chứ còn giáo pháp của Phật không có mạt. Cho nên Phật pháp không có mạt. Và trong cái thời này chúng ta hiểu cách lệch lạc thì không nữa. Có vị để sẽ đem lên cái tờ này, tờ nữa, tờ giữa, tờ biển.